Mến chào quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình NTTU Kết Nối, chương trình tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Kính thưa quý vị và các bạn, ngành công nghệ kỹ thuật hóa học là một ngành có tính ứng dụng cao. Điểm xuất phát của ngành là niềm đam mê tìm tòi nghiên cứu của các nhà hóa học đến đôi tay khói óc của những kỹ sư, những kỹ thuật viên chuyên nghiệp, và đích đến đó chính là tạo ra những sản phẩm cho người tiêu dùng. Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học phù hợp với những ai có tình yêu với công nghệ và kỹ thuật, đam mê tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo. Trong thế giới rộng lớn của ngành công nghệ kỹ thuật hóa học, việc chọn một đối tượng để nghiên cứu, tìm hiểu sản xuất cũng như tìm ra các phát minh, sáng chế là điều không quá khó khăn. Không chỉ đem lại cho sinh viên những kiến thức chuyên môn, ngành học này còn đem lại cho các bạn một môi trường học tập năng động, nghiên cứu trong suốt 4 năm học. Và với chủ đề hóa học, phép màu của cuộc sống, đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Trần Thị Như Trang, trưởng khoa kỹ thuật thực phẩm và môi trường, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Xin trân trọng kính chào cô. Xin cảm ơn cô ngày hôm nay đã nhận lời mời tham dự cùng với chương trình. Kính thưa quý vị và các bạn, và chương trình của chúng ta cũng sẽ có hai phần. Phần đầu tiên đó chính là tư vấn chọn ngành nghề của quý thầy cô, và phần thứ hai đó chính là trả lời các câu hỏi trực tuyến của các bạn gửi về cho chương trình. Và khi chương trình đang diễn ra, quý vị phụ huynh cũng như các bạn học sinh có những câu hỏi, những thắc mắc nào về ngành công nghệ kỹ thuật hóa học, mọi người có thể để lại comment phía bên dưới hoặc inbox trực tiếp cho chương trình, các thầy cô sẽ giải đáp ngay sau đó. Và ngay bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng xem các đoạn video clip giới thiệu về Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Là một trong những trường đại học ngoài công lập tốt nhất tại Việt Nam, trải qua 22 năm trưởng thành với triết lý đào tạo, thực học, thực hành, thực danh, thực nghiệp, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tự hào khi mang đến cho người học những chương trình đào tạo chất lượng được cộng đồng quốc tế đánh giá cao. Là ngôi trường đại học đào tạo đa ngành đa bậc học với 4 ngành bậc thạc sĩ và 48 ngành bậc đại học, minh chứng cho chất lượng đào tạo luôn là yếu tố cơ bản để thúc đẩy chất lượng giáo dục. Trong những năm qua, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành khẳng định vị thế khi liên tục đạt được những thành tích đáng tự hào, vinh dự được đánh giá 4 sao trên toàn cầu về chất lượng tổng thể bởi hệ thống đánh giá đại học uy tín của ESTA Anh Quốc trong năm 2019. 4 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định AUNQA, 3 chương trình đào tạo đạt chuẩn kiểm định chất lượng theo thông tư 04 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xếp hạng 4 sao danh giá của tổ chức UBM theo hệ thống đối sánh giáo dục đại học. Là ngôi trường đại học ứng dụng, nằm trong 20 trường đại học có môi trường giáo dục hấp dẫn nhất tại Việt Nam và được xếp hạng là một trong 10 thương hiệu nổi tiếng tại Việt Nam. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã và đang đem đến một môi trường học tập tích cực đẳng cấp quốc tế, không ngừng đầu tư cơ sở vật chất, phát triển hạ tầng khi mạnh dạn đầu tư phát triển 3 dự án tại khu công nghệ cao quận 9 với tổng kinh phí đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Để thực hiện được nhiệm vụ cốt lõi, 100% sinh viên được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp, có khả năng tự thân lập nghiệp, khẳng định năng lực bản thân. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã quy tụ hơn 2.000 giảng viên và nhân viên, với 50% giảng viên là các giáo sư, tiến sĩ có học hàm học vị cao và 50% còn lại là các CEO, các chuyên viên cao cấp từ các doanh nghiệp đã được chuẩn hóa chuyên môn. Song song đó, tính đến thời điểm hiện tại, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã hợp tác với hơn 2.000 doanh nghiệp thành viên, hoạt động đa lĩnh vực, các tập đoàn danh tiếng. Từ chính ngôi trường đại học mang tên Bác thời niên thiếu, sinh viên tham gia tích cực vào tiến trình đổi mới đất nước. Đại học Nguyễn Tất Thành, lựa chọn hàng đầu cho thế hệ trẻ Việt Nam. Kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên, đó chính là tư vấn chọn ngành nghề của quý thầy cô. Kính thưa cô Như Trang, trong thời gian hiện nay trên thị trường thì xuất hiện rất nhiều sản phẩm lấy hợp chất từ thiên nhiên, mà không kể đến những sản phẩm như vậy, chúng ta phải trải qua một quá trình của ngành công nghệ kỹ thuật hóa học để cho ra các sản phẩm như vậy. Thì không biết cô có thể chia sẻ thêm, để tạo ra một cái sản phẩm như thế thì chúng ta cần phải trải qua những quy trình như thế nào thưa cô? Cảm ơn em. Kính thưa quý vị, ngành công nghệ kỹ thuật hóa học của khoa kỹ thuật thực phẩm và môi trường của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành trong thời gian qua tập trung rất nhiều vào việc chiết xuất các hợp chất từ các tự nhiên, từ các cây cỏ, đưa vào trong thực phẩm và đưa vào trong mỹ phẩm. Thì đây là một quá trình đòi hỏi rất nhiều về công nghệ, về để kiểm soát toàn bộ cái quá trình chiết xuất cũng như phát triển ra những dòng sản phẩm tốt cho sức khỏe và đảm bảo yếu tố về an toàn cho sức khỏe và môi trường. Thì đây là một quá trình mà đòi hỏi khi sinh viên và cũng như là giảng viên tham gia vào trong quá trình nghiên cứu,
thì sẽ trải qua rất là nhiều công đoạn khác nhau, từ khi lên những cái mô hình thí nghiệm cũng như kiểm soát toàn bộ quá trình và cuối cùng là đánh giá về chất lượng sản phẩm. Xin được cảm ơn cô. Kính thưa cô, ngành công nghệ kỹ thuật hóa học trường Tiểu học Nguyễn Tất Thành thì được rất là nhiều bạn trẻ cũng như là các bạn sinh viên quan tâm đến và được xem là một ngành hot của trường. Vậy thì không biết định hướng phát triển của ngành trong thời gian tới như thế nào thưa cô? Với ngành công nghệ kỹ thuật hóa học của trường Nguyễn Tất Thành hiện nay thì định hướng của khoa cũng như của trường là mong muốn tạo ra các chương trình chất lượng cao và đặc biệt là có liên kết quốc đào tạo quốc tế. Thì trong thời gian vừa qua, khoa kỹ thuật thực phẩm và môi trường đã có những liên kết với rất là nhiều trường đại học trên thế giới của Pháp, của Úc, của Đài Loan, của Singapore, là Hàn Quốc và các nước khác để phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, đặc biệt cho ngành công nghệ kỹ thuật hóa học là một ngành là có thể nói là xương sống trong tất cả những ngành về khoa học tự nhiên, để tạo ra cái chất lượng và cái cơ hội cho sinh viên tiếp cận những môi trường học tập tiên tiến thông qua các chương trình trao đổi sinh viên và trao đổi giáo viên và hợp tác về nghiên cứu khoa học. Dạ, xin được cảm ơn cô. Kính thưa cô, khi các bạn sinh viên tham gia học ngành công nghệ kỹ thuật hóa học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành thì các bạn sẽ được trang bị những kiến thức, những kỹ năng đảm bảo khi ra trường sẽ trở thành những kỹ sư, những chuyên gia về ngành hóa. Và các bạn cũng đang băn khoăn về chương trình đào tạo của mình thì mong cô có thể chia sẻ thêm ạ. Với tiêu chí đào tạo về ngành công nghệ kỹ thuật hóa học thì sẽ có hai phần lớn trong cái quá trình đào tạo, đó là cái quá trình đào tạo về khoa học hóa học. Chúng ta phải nắm vững tất cả những cái lý thuyết cũng như là thực hành về liên quan đến hóa học. Thêm vào đó, cái hướng thứ hai là chúng ta sẽ học về công nghệ và kỹ thuật để chúng ta có thể áp dụng vào trong thực tế sản xuất tại các nhà máy cũng như đổi mới về công nghệ, tạo ra những phát minh, tạo ra những cái sáng chế đưa vào trong cuộc sống. Để đạt là được cái công việc này thì cái việc gắn kết đào tạo quốc tế với các trường đại học lớn trên thế giới là điều chúng ta cần phải phát triển, và sinh viên ở khoa công nghệ sinh viên của ngành công nghệ kỹ thuật hóa học thì hiện nay sẽ được tiếp cận những cái kiến thức mới hiện đại để mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội, nhu cầu của các ngành nghề liên quan đến hóa học. Dạ. Xin được cảm ơn cô. Kính thưa cô, thì khoa kỹ thuật thực phẩm và môi trường trường Đại học Nguyễn Tất Thành không biết thì thời gian sắp tới có đào tạo thêm ngành cao học của ngành công nghệ kỹ thuật hóa học không thưa cô? Tiếp bước cái việc đào tạo kỹ sư của ngành công nghệ kỹ thuật hóa học thì trong thời gian tới khoa sẽ tạo ra những cái chương trình đào tạo thạc sĩ cho ngành công nghệ kỹ thuật hóa học, và đặc biệt là chương trình thạc sĩ liên kết đào tạo quốc tế và có sẽ thời gian học ở Việt Nam và thời gian học tại nước ngoài. Kính thưa cô, thêm được thông tin được biết thì sinh viên ngành hóa trường Đại học Nguyễn Tất Thành thì hàng năm được rất là nhiều công ty doanh nghiệp biết đến và quan tâm, và các công ty doanh nghiệp sẽ tiếp nhận các bạn làm việc tại đơn vị của mình. Vậy thì không biết một sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật hóa học sẽ làm những công việc gì tại một công ty, một doanh nghiệp thưa cô? Với sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật hóa học sẽ trở thành một kỹ sư về trong lĩnh vực hóa học, và với các kiến thức và kỹ năng các bạn đã học trong quá trình 4 năm tại trường thì các bạn có thể trở thành những kỹ sư điều khiển hệ thống sản xuất ở trong các nhà máy sản xuất về hóa chất, về các công ty về cao su, về polymer, thậm chí là những công ty sản xuất về thực phẩm, là những cái dây chuyền mà nó liên quan đến sự chuyển hóa hóa học. Và ngoài ra thì các bạn có thể làm việc ở những bộ phận R&D, tức là phát triển, nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới cho công ty. Thêm nữa, các bạn có thể làm tư vấn về thiết kế quy trình, tư vấn cho cái quy trình sản xuất. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể tự tạo ra cái doanh nghiệp cho mình, làm việc trong lĩnh vực về hóa chất, về trong lĩnh vực về thiết bị liên quan đến vận hành quy trình. Đó là những cái lĩnh vực mà các bạn có thể tham gia vào trong các cái thị trường việc làm tại các công ty. Thì thật sự ra hóa học và đặc biệt là kỹ sư về ngành hóa học thì cái nhu cầu công việc luôn luôn lớn. Tại vì khi các bạn nhìn lại
toàn bộ các nhà máy sản xuất ở các khu công nghiệp xung quanh thành phố, các tỉnh lân cận và đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long, thì nhu cầu để làm việc trong các nhà máy sản xuất cũng như các bộ phận R&D là rất lớn. Dạ, xin được cảm ơn cô. Kính thưa cô, một số bạn sinh viên cũng chia sẻ về cho chương trình là sau khi các bạn tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật hóa học thì vẫn chưa tìm được những công việc đúng với chuyên ngành của mình. Thì không biết cô có những chia sẻ nào cũng như là những cái giải pháp nào dành cho các bạn không thưa cô? Cảm ơn em. Thì đây là một trong những vấn đề mà sinh viên hay gặp phải khi mà vừa tốt nghiệp ra trường. Thứ nhất là các em có thể là thiếu những cái kỹ năng, đặc biệt là những kỹ năng mềm. Vì đây là những kỹ năng mà sẽ giúp các em hòa nhập vào trong cái môi trường làm việc. Do vậy thì trước mắt thì các em nên có thời gian nhìn lại coi mình có những cái điểm mạnh, điểm yếu gì. Và nếu như mình có những điểm yếu về kỹ năng thì mình có thể trau dồi thêm. Rồi nếu như mà mình thiếu những cái thông tin về cái ngành, về các công ty, về các cái vị trí việc làm thì mình có thể tìm kiếm thêm ở những cái trên những cái trang web mà nói về công việc, hoặc là liên hệ với phòng quan hệ doanh nghiệp của trường Đại học Nguyễn Tất Thành thì sẽ có những cái thông tin hỗ trợ các bạn để tìm tới các cái nhu cầu về việc làm. Và quan trọng nhất là các bạn phải luôn luôn không ngừng học hỏi để mà đáp ứng với cái nhu cầu của doanh nghiệp, nhu cầu của xã hội ngày càng cao. Dạ, kính thưa cô, đối với một sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành công nghệ kỹ thuật hóa học thì các bạn vẫn chưa có cái kinh nghiệm làm việc thực tế tại các đơn vị, thì không biết đối với một sinh viên như vậy thì cái mức lương trung bình của các bạn khoảng là bao nhiêu, và nếu mà các bạn cũng đã có những cái kinh nghiệm làm việc thực tế tại các công ty doanh nghiệp, và nếu các bạn có học hàm học vị cao thì với những người như vậy thì sẽ có cái mức lương như thế nào thưa cô? Thì đây là một câu hỏi mà sinh viên luôn luôn băn khoăn, và cũng kể cả phụ huynh cũng vậy. Trong cái chương trình giảng dạy của khoa kỹ thuật thực phẩm và môi trường cho ngành công nghệ kỹ thuật hóa học thì chúng tôi có phần thực tập tại doanh nghiệp và cái phần nghiên cứu đồ án tốt nghiệp. Thì qua hai cái học phần này thì sinh viên được tiếp xúc rất nhiều với doanh nghiệp, và rất nhiều sinh viên khi qua cái quá trình thực tập tốt thì đã được doanh nghiệp tuyển dụng ngay sau đó, và ít nhiều gì các em cũng đã có một cái kinh nghiệm và đã được công nhận bởi doanh nghiệp khi mà tiếp nhận các em thực tập trong quá trình nhiều tháng liền. Và với sinh viên vừa tốt nghiệp thì thông thường cái mức lương dao động từ khoảng từ 7 đến 10 triệu, tùy thuộc vào cái khả năng của các em, đặc biệt là cái tiếng Anh. Nếu như các em có cái trình độ ngoại ngữ tiếng Anh tốt thì cái mức lương của em có thể cao hơn. Với những sinh viên bắt đầu có nhiều kinh nghiệm hơn và nắm bắt được các cái gọi là cái hoạt động của doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp trong cái quá trình sản xuất, và cùng với đó là các bạn học lên nữa thạc sĩ và hơn nữa thì các mức lương của bạn sẽ trở nên cao hơn rất nhiều, và trung bình thông thường với thạc sĩ thì cũng đã là 12 đến 15 triệu trong công ty, và nếu như khả năng của các bạn tốt thì các bạn có thể lên những cái vị trí quản lý thì mức lương nó sẽ cao hơn. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành vinh dự nằm trong top 20 trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp quốc gia, và tự hào là trường đại học ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn 4 sao của tổ chức QS Star Anh Quốc. Với phương châm đào tạo lấy người học làm trung tâm, khoa kỹ thuật thực phẩm và môi trường là một minh chứng khẳng định uy tín khi là khoa đi đầu trong nghiên cứu khoa học của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Hiện tại, khoa đang đào tạo bậc đại học các ngành: ngành công nghệ kỹ thuật hóa học, ngành công nghệ thực phẩm và ngành quản lý tài nguyên và môi trường. Khoa kỹ thuật thực phẩm và môi trường luôn chú trọng đầu tư mạnh mẽ từ đội ngũ giảng viên là những chuyên gia có kinh nghiệm, học hàm học vị cao, cùng hệ thống các trang thiết bị, các phòng thí nghiệm được xây dựng quy mô hiện đại, đảm bảo nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu, ứng dụng. Đặc biệt, sinh viên luôn được tạo điều kiện trải nghiệm thực tế, thực tập tại các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu uy tín để rèn luyện kỹ năng chuyên môn, hiện thực hóa các kiến thức được học.
nhằm giúp sinh viên tăng khả năng hội nhập với môi trường quốc tế đầy năng động. Khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường luôn chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên với các hoạt động học thuật đến từ các giảng viên, các nhà khoa học có uy tín trên thế giới. Với mong muốn nâng cao chất lượng và quốc tế hóa chương trình đào tạo, khoa có những hợp tác với các trường đại học hàng đầu trên thế giới như Viện Quốc gia Đại học Bách khoa Toulouse của Pháp, Trường Đại học Providence của Đài Loan trong việc đào tạo văn bằng đôi cũng như trao đổi sinh viên, trao đổi giáo viên. Vào năm 2021, khoa sẽ tiến hành tuyển sinh cho hệ đào tạo thạc sĩ của ngành quản lý tài nguyên và môi trường. Với cơ sở vật chất ngày càng hiện đại cùng với đội ngũ giảng viên ngày càng được tăng cường, dự kiến đến năm 2025, khoa sẽ đào tạo 1.500 sinh viên đáp ứng nhu cầu của xã hội trong các lĩnh vực về hóa thực phẩm và môi trường. Lấy sinh viên là trung tâm của hoạt động giáo dục, việc học tập qua thực hành và học tập qua dự án chính là cơ hội để sinh viên khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường phát huy năng lực bản thân, vận dụng những kiến thức được học vào thực tế. Đây còn là một tiết học với đầy đủ những hoạt động rèn luyện kỹ năng mềm, giao lưu, trao đổi kiến thức cũng như nhận được những lời nhận xét, đánh giá từ đội ngũ giỏi chuyên môn giàu kinh nghiệm. Với những thành tựu và uy tín đã đạt được, Khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã và đang xây dựng nên nền tảng tri thức giúp các bạn sinh viên tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp của chính mình. Thưa quý vị và các bạn, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thứ hai, đó chính là trả lời các câu hỏi trực tuyến của các bạn gửi về cho chương trình. Vì vậy, khi chương trình đang được diễn ra, các bạn có những câu hỏi nào, hãy đặt câu hỏi trực tiếp về cho chương trình bằng cách để lại comment phía bên dưới hoặc inbox cho chương trình, các thầy cô sẽ giải đáp ngay sau đó. Và câu hỏi đầu tiên của chúng ta sẽ dành cho bạn Minh Sơn. Bạn chia sẻ như thế này thưa cô, bạn Minh Sơn ở tỉnh Bến Tre và bạn rất yêu thích ngành công nghệ kỹ thuật hóa học của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Và trong thời điểm dịch tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra khá phức tạp, thì không biết thì trường sẽ hỗ trợ cho sinh viên ở xa tìm hiểu cái thông tin mới nhất như thế nào và ở đâu thưa cô? Kính thưa quý vị, các học sinh và phụ huynh, thì nếu như quý vị không thể đến được trực tiếp tại trường, các cơ sở đào tạo của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành để mà được tư vấn trực tiếp, thì quý vị cũng có thể tham khảo tại website của trường về thông tin tuyển sinh. Ngoài ra, quý vị cũng có thể điện thoại đến hotline của trường là 1900-2039 để được tư vấn thêm. Xin được cảm ơn cô. Và câu hỏi tiếp theo của chương trình xin được dành cho bạn Nam Trần. Bạn chia sẻ như thế này thưa cô. Thưa thầy cô, năm nay thì em sẽ thi trung học phổ thông và em đang phân vân thì chưa biết chọn ngành nào để phù hợp với bản thân và em đang tìm hiểu về ngành công nghệ kỹ thuật hóa học của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Vậy để một sinh viên theo đuổi ngành công nghệ kỹ thuật hóa tại trường thì không biết cần phải có những tố chất nào thưa cô? Cảm ơn em. Việc lựa chọn ngành nghề đối với học sinh và việc hướng nghiệp của phụ huynh là rất quan trọng để mà định ra một cái tương lai về sau này. Đối với những sinh viên mà mong muốn theo đuổi ngành công nghệ kỹ thuật hóa học thì trước tiên em phải có một cái niềm đam mê về khoa học công nghệ, về những môn học về tự nhiên như toán, lý, hóa và thậm chí sinh học, và đặc biệt là cũng nên có một cái trình độ về ngoại ngữ. Tuy nhiên, cái việc mà các em định rõ được mình mong và mình phù hợp với ngành nghề nào thật sự cũng khá là khó khi chúng ta học đến hết lớp 12. Do vậy thì căn bản đầu tiên các em phải dựa trên cái đam mê của mình, cái mong muốn nghề nghiệp tương lai của mình định hướng. Và khi các em vào trường thì các thầy cô cũng sẽ cung cấp thêm cho em những cái vào những học kỳ đầu tiên về những cái định hướng về nghề nghiệp và những cái cách thức mà chúng ta phải học đại học cho cái ngành, đặc biệt cho ngành công nghệ kỹ thuật hóa học như thế nào để hiệu quả, để chúng ta có thể tốt nghiệp với một cái tấm bằng kỹ sư và bắt đầu cái sự nghiệp của mình. Và câu hỏi tiếp theo cho một bạn giấu tên có số điện thoại ở 3 số cuối là 797. Bạn chia sẻ như thế này thưa cô. Thầy cô cho em hỏi là khi học ngành công nghệ kỹ thuật hóa học thì sinh viên được thực hành trên phòng lab nhiều không ạ? Với tiêu chí của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành là một trường đại học đào tạo về
gắn kết với doanh nghiệp, gắn kết với nhu cầu của các doanh nghiệp. Do vậy thì một trong những cái triết lý giáo dục của khoa cũng như của ngành công nghệ kỹ thuật hóa học đó là learning by doing và learning by project, có nghĩa rằng sinh viên sẽ được học qua thực hành, được học qua thực hiện các project, và các project này, các đề án, các đề tài sẽ gắn liền với các nhu cầu của doanh nghiệp, thậm chí sinh viên sẽ thực hiện đó tại doanh nghiệp để cùng giải quyết các vấn đề mà đang gặp phải. Do vậy thì việc thực hành và trải qua các cái công việc thực hiện các đồ án là điều bắt buộc đối với sinh viên. Và với phòng hệ thống phòng thí nghiệm của khoa kỹ thuật thực phẩm và môi trường của trường Đại học Nguyễn Tất Thành được đầu tư khá là hiện đại trong thời gian vừa qua thì đáp ứng rất là tốt cái nhu cầu về thực hành, tăng cái kỹ năng cho sinh viên và đáp ứng cái nhu cầu về doanh nghiệp về phía sau này. Xin được cảm ơn cô. Kính thưa cô, thì vừa rồi trường Đại học Nguyễn Tất Thành vừa ra mắt một tòa nhà trung tâm công nghệ cao tại khu công nghệ cao quận 9. Thì không biết định hướng phát triển sắp tới của khoa tại trung tâm công nghệ cao như thế nào, mong cô chia sẻ thêm ạ. Nằm trong định hướng phát triển chung của trường, đẩy mạnh khoa học công nghệ và tăng cường hợp tác với doanh nghiệp, thì khu công nghệ cao quận 9, tòa nhà N1 vừa hoàn thành và sẽ được đưa vào hoạt động trong năm nay. Trong đó, khoa kỹ thuật thực phẩm và môi trường cũng có phát triển thêm những phòng thí nghiệm, đặc biệt là những phòng thí nghiệm về liên quan đến ngành công nghệ kỹ thuật hóa học và giải quyết những bài toán cho doanh nghiệp và những bài toán trong tương lai, hoàn toàn liên kết với, và đó là một cái thuận lợi khi mà chúng ta nằm ở ngay trung tâm của khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua cái định hướng phát triển này thì sắp tới ngành công nghệ kỹ thuật hóa học sẽ có cái cơ sở để mà đẩy mạnh hơn nữa các nghiên cứu và phát triển sản phẩm cũng đáp ứng cái nhu cầu của xã hội. Dạ, xin được cảm ơn cô. Kính thưa cô, có một bạn tên là Vinh Nguyễn, bạn chia sẻ về cho chương trình. Thì không biết là chương trình đào tạo quốc tế của khoa kỹ thuật thực phẩm và môi trường trường Đại học Nguyễn Tất Thành như thế nào? Mong cô chia sẻ. Trong định hướng sắp tới, trong tương lai rất gần, thì hiện tại khoa đang làm việc với hai đối tác lớn, đó là trường Đại học Bách Khoa Toulouse và trường Đại học Sunshine Coast của Úc, để tạo ra các chương trình liên kết đào tạo quốc tế văn bằng đôi cho ngành công nghệ kỹ thuật hóa học. Và như vậy thì phương thức đào tạo sẽ là 2 năm ở Việt Nam và 2 năm tại Pháp hoặc là tại Úc. Do vậy, đây là một cái điểm mới trong cái chương trình đào tạo của ngành công nghệ kỹ thuật hóa học của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Và nó là một xu hướng tất yếu để mà tăng cường cái chất lượng và từ đó sẽ tạo ra rất là nhiều thuận lợi cho các bạn sinh viên sau này. Dạ, xin được cảm ơn cô. Kính thưa cô, cũng có một số bạn sinh viên chia sẻ về cho chương trình. Các bạn hỏi rằng khi các bạn tham gia học ngành công nghệ kỹ thuật hóa học tại trường Đại học Nguyễn Tất Thành thì các bạn có được tham gia nhiều các hoạt động trong thời gian học không thưa cô? Cảm ơn em. Thì đối với một sinh viên thì có rất ngoài cái việc học ở trường, ở trong phòng thí nghiệm cũng như học tại doanh nghiệp thì sẽ còn rất nhiều các hoạt động khác. Ví dụ như các hoạt động về thể thao để có thể gắn kết sinh viên trong các hoạt động về thể chất. Ngoài ra có những hoạt động về văn thể mỹ khác, các em có thể thi thố các tài năng của các em, chia sẻ và gắn kết với các bạn trong cùng khóa, hoặc là các anh chị khóa trước cũng như là các bạn ở ngành khác ở chỗ của khoa kỹ thuật thực phẩm và môi trường. Ngoài ra thì các bạn cũng sẽ có những cái chuyến tham quan đến các doanh nghiệp để mà kiến tập hoặc là biết thêm về cái tất cả những cái hình dung ra được cái vị trí công việc làm của mình sau này. Khoa cũng sẽ tổ chức những cái hoạt động cho ngành công nghệ kỹ thuật hóa học và những ngành khác của khoa kỹ thuật thực phẩm và môi trường để các em có thể trải nghiệm tại những cái thông qua các hoạt động khác nhau. Thì đó là những cái hoạt động mà xung quanh cái việc học và nghiên cứu tại trường
Dạ xin được cảm ơn cô. Kính thưa cô, ngoài để trang bị cho các bạn sinh viên các kiến thức cũng như kỹ năng của ngành công nghệ kỹ thuật hóa học, thì ngoài chương trình đào tạo được cập nhật theo chuẩn khu vực và quốc tế, thì đội ngũ cán bộ giảng viên cũng góp phần lớn vào công việc mà đào tạo cho các bạn sinh viên. Vậy thì mong cô có thể chia sẻ thêm về đội ngũ cán bộ giảng viên của khoa, mong cô chia sẻ ạ. Thực sự yếu tố nhân lực là yếu tố quyết định cho về chất lượng của chương trình đào tạo. Thì với chính sách của trường đại học Nguyễn Tất Thành và cái mong muốn phát triển của khoa kỹ thuật thực phẩm môi trường cho ngành công nghệ kỹ thuật hóa học, thì nhân sự sẽ các giảng viên cũng như các nhân viên phòng thí nghiệm, các kỹ thuật viên của khoa đều phải có trình độ cao. Với giảng viên thì đa phần là sẽ là các tiến sĩ đã được tốt nghiệp tại các trường đại học trên thế giới và các trường đại học lớn của Việt Nam đúng với chuyên ngành về công nghệ kỹ thuật hóa học. Với các bạn kỹ thuật viên cũng như là nhân viên phòng thí nghiệm hỗ trợ thì đều là kỹ sư, cử nhân và thạc sĩ đến từ các trường đại học lớn tại thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy thì trong tương lai khoa cũng đang phát triển thêm về cái đội ngũ tăng cường hợp tác với các trường trên thế giới, mời thỉnh giảng các giáo sư để họ tham gia vào trong quá trình đào tạo và từ đó sẽ được nâng được cái chuẩn về giảng viên cho khoa. Cùng với đó, đội ngũ giảng viên của khoa khá trẻ, năng động và rất là nhiều năng lượng để có thể cùng với sinh viên theo các em và hỗ trợ các em trong cái quá trình học tập tại khoa. Xin được chân thành cảm ơn cô. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình NTTU kết nối chương trình tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh của trường đại học Nguyễn Tất Thành đến đây xin được phép khép lại. Xin được chân thành cảm ơn tiến sĩ Trần Thị Như Trang với những chia sẻ hết sức bổ ích. Hy vọng với những chia sẻ của cô sẽ giúp cho quý vị phụ huynh và các bạn học sinh hiểu rõ hơn về ngành công nghệ kỹ thuật hóa học và có những lựa chọn đúng đắn nhất cho các bạn theo đuổi ngành hóa. Mọi thắc mắc của quý vị sẽ được trang fanpage trường đại học Nguyễn Tất Thành tiếp tục giải đáp. Hoặc quý vị phụ huynh và các bạn học sinh có thể liên hệ trực tiếp đến hotline 1900-2039 để được tư vấn và hỗ trợ. Chương trình NTTU kết nối, chương trình tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh của trường đại học Nguyễn Tất Thành sẽ được phát sóng trực tiếp vào lúc 11 giờ trưa thứ 3 và thứ 6 và phát lại vào thứ 4, thứ 7 hàng tuần trên kênh fanpage trường đại học Nguyễn Tất Thành. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn cô. Hẹn gặp lại quý vị trong những số lần sau. Thân ái và chào tạm biệt. Năm 2021, Đại học Nguyễn Tất Thành dự kiến thực hiện đồng thời 5 phương thức xét tuyển bao gồm xét kết quả thi trung học phổ thông, xét điểm học bạ trung học phổ thông dựa trên một trong 3 tiêu chí, tổ hợp môn xét tuyển lớp 12 đạt từ 18 điểm, điểm trung bình cả năm lớp 12 đạt từ 6.0, tổng điểm trung bình cả năm lớp 10, 11 và điểm trung bình học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 18 điểm. Thi tuyển đầu vào do trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức, xét tuyển kết quả bài thi kiểm tra đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và theo diện cử tuyển. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành vinh dự nằm trong top 20 trường đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn kiểm định chất lượng cấp quốc gia và tự hào là trường đại học ngoài công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn 4 sao của tổ chức QS Star Anh Quốc. Với phương châm đào tạo lấy người học làm trung tâm, khoa kỹ thuật thực phẩm và môi trường là một minh chứng khẳng định uy tín khi là khoa đi đầu trong nghiên cứu khoa học của trường đại học Nguyễn Tất Thành. Hiện tại, khoa đang đào tạo bậc đại học các ngành: ngành công nghệ kỹ thuật hóa học, ngành công nghệ thực phẩm và ngành quản lý tài nguyên và môi trường. Khoa kỹ thuật thực phẩm và môi trường luôn chú trọng đầu tư mạnh mẽ từ đội ngũ giảng viên là những chuyên gia có kinh nghiệm, học hàm học vị cao cùng hệ thống các trang thiết bị, các phòng thí nghiệm được xây dựng quy mô hiện đại, đảm bảo nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu, ứng dụng. Đặc biệt, sinh viên luôn được tạo điều kiện trải nghiệm thực tế, thực tập tại các doanh nghiệp, cơ sở nghiên cứu uy tín để rèn luyện kỹ năng chuyên môn, hiện thực hóa các kiến thức được học. Nhằm giúp sinh viên tăng khả năng hội nhập với môi trường quốc tế đầy năng động, khoa kỹ thuật thực phẩm và môi trường luôn chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ cho sinh viên với các hoạt động học thuật đến từ các giảng viên, các nhà khoa học có uy tín trên thế giới.
Với mong muốn nâng cao chất lượng và quốc tế hóa chương trình đào tạo, khoa có những hợp tác với các trường đại học hàng đầu trên thế giới như Viện Quốc gia Đại học Bách khoa Toulouse của Pháp, Trường Đại học Providence của Đài Loan trong việc đào tạo văn bằng đôi cũng như trao đổi sinh viên, trao đổi giáo viên. Vào năm 2021, khoa sẽ tiến hành tuyển sinh cho hệ đào tạo thạc sĩ của ngành quản lý tài nguyên và môi trường. Với cơ sở vật chất ngày càng hiện đại cùng với đội ngũ giảng viên ngày càng được tăng cường, dự kiến đến năm 2025, khoa sẽ đào tạo 1.500 sinh viên đáp ứng nhu cầu của xã hội trong các lĩnh vực về hóa thực phẩm và môi trường. Lấy sinh viên là trung tâm của hoạt động giáo dục, việc học tập qua thực hành và học tập qua dự án chính là cơ hội để sinh viên khoa kỹ thuật thực phẩm và môi trường phát huy năng lực bản thân, vận dụng những kiến thức được học vào thực tế. Đây còn là một tiết học với đầy đủ những hoạt động rèn luyện kỹ năng mềm, giao lưu, trao đổi kiến thức cũng như nhận được những lời nhận xét, đánh giá từ đội ngũ giỏi chuyên môn giàu kinh nghiệm. Với những thành tựu và uy tín đã đạt được, Khoa Kỹ thuật Thực phẩm và Môi trường Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã và đang xây dựng nên nền tảng tri thức giúp các bạn sinh viên tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp của chính mình.